Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Con Phật tử Nguyên Tiên kính chào quý khán thính giả của đài ABC TV trên băng tầng 18.12 và 14.7. Trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự và trụ trì chùa Dự Pháp sẽ giảng về Phật pháp đời sống liên quan đến những câu hỏi mà quý khán thính giả gửi về cho chương trình. Kính mời quý khán thính giả lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, thưa Hòa thượng, con kính chào Hòa thượng. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Nguyên Tiên, kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Dạ, thưa Bạch Hòa thượng, trong những số trước thầy đã giảng về những cái nghi lễ của Phật giáo và mình nên làm hay không nên làm trong những nghi lễ về đám ma cũng như là phong tục của người Việt đó. Dạ, thì trong tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, kính bạch thầy cho con và quý khán thính giả được hiểu thêm là có một số đám ma, đám tang đó, khi nhân viên của nghĩa trang Hà Huyệt thì tang chủ và những người tham dự tang lễ đều xoay lưng lại với cổ quan tài của người quá cố. Theo thầy thì tại sao phải làm như vậy, và con thấy hơi kỳ lạ. Cảm ơn Hòa thượng. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng thấy những cái trường hợp đó. Dạ, nó xảy ra ở những cái đám ma, đám tang ngoài nghĩa trang. Nhiều khi những nhân viên của nhà hoàng bảo ô xe mặt đi chỗ khác, rồi những người tham dự, đặc biệt là những tang chủ, tức là người thân quyến của người chết, nghe như vậy xây lưng đi chỗ khác. Nếu là những người Tây phương họ nhìn vào thì họ thấy ô văn hóa gì nó lạ quá. Mới lúc nào đó khóc lóc buồn thảm về cái chết của một người thân, mà bây giờ hạ cổ quan tài thì sợ xây lưng đi. Họ có thể hiểu lầm, từ đó có những cái đánh giá, có những cái nhận định không có tốt về cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam, cũng như là về cái đức tin của một tôn giáo lớn, đó là Phật giáo. Có một số lần chúng tôi hỏi chứ tại sao mà khi hạ huyệt rồi quý vị lại xây lưng như vậy? Vì có một người đã lời nghe người ta nói rằng nếu không xây lưng gặp cái tuổi gọi là xung khắc, mình sẽ bị ảnh hưởng xấu. Có thể bị chết trùng hay là cái gì đó. Không, cái đó là mê tín dị đoan, tuyệt đối không. Cho nên nếu quý vị ngại thì quý vị chỉ cúi đầu mặc niệm, cúi đầu niệm Phật, cầu nguyện, chứ không nên xây lưng lại với cái quan tài, bởi vì cái đó nó biểu tỏ cái sự thất kính, thiếu cung kính của chúng ta đối với người chết. Chúng ta chỉ cúi đầu để mà tưởng niệm, để mà cầu nguyện, như vậy là đủ nếu mà quý vị ngại. Còn không ngại thì cứ nhìn vào quan tài chứ có gì đâu mà phải sợ xây lưng đi. Giống như là chúng ta biểu tỏ một cái sự hất hủi, một cái sự lãnh đạm, một cái sự sợ hãi quá mức. Cái điều đó rõ ràng là không nên. Cho nên đó là chúng tôi xin thưa là trong lúc mà nhân viên nghĩa trang hạ huyệt, những người tham dự tang lễ không nên xây lưng. Cái điều đó nó cho thấy mình quá mê tín dị đoan, nó không có
nói lên một cái ý nghĩa gì cả. Chúng tôi nói với tất cả cái tinh thần xây dựng, chứ chúng tôi cũng không dám phê phán, không dám lên án, bởi vì mỗi người có những cái quyền tự do cá nhân của mình. Nhưng mà bởi vì có rất nhiều người thắc mắc rằng là tại sao phải quay lưng đi. Rồi có một số người đó, như chúng tôi đã thưa, cho rằng là tôi tuổi bị trùng, tuổi khắc vân vân, cho nên phải xây lưng, chứ không có là nó không tốt cho mình. Mình không có gì để mà phải ngại cả, thưa quý vị. Không ngại gì để mà phải xây lưng trong lúc mà hạ huyệt. Dạ, cũng cảm ơn Hòa Thượng. Dạ thưa Hòa Thượng, Bạch Hòa Thượng giải thích cho con cái câu hỏi của một khán thính giả, là họ nói là có một ít người cho rằng là Phật giáo bày vẽ nhân quả nghiệp báo vân vân là hoàn toàn mê tín dị đoan. Thưa thầy nghĩ sao về ý kiến này ạ? A Di Đà Phật. Cảm ơn cô. Khi mà một ít người suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai, bởi vì Đức Phật không có bày vẽ, mà Ngài chỉ là cái người khám phá ra sự thật. Sự thật như thế nào thì Ngài công bố như thế đó. Nó có những cái luật tự nhiên, coi như là mọi sự mọi vật nó thay đổi một cách tự nhiên. Đó là cái quy luật tự nhiên. Nhưng mà có những cái quy luật nhân quả mà do con người đóng cái yếu tố chủ yếu tạo nên. Và luật nhân quả là một cái sự thật mà ngày hôm nay, thưa quý vị, khoa học đã chứng minh một cách cụ thể. Bây giờ chúng ta chỉ nói trong một cái phạm vi dễ hiểu. Nếu một ai đó phạm pháp thì chắc chắn phải trả một cái giá tương ứng với những cái điều mà họ đã phạm. Nếu mà họ giết người, đôi khi có những cái nước tùy theo cái cấp độ mà có thể bị xử tử, bị tử hình, hoặc giả là bị chung thân, hoặc giả là phải trả một cái giá tương ứng với những cái hành động mà họ đã vi phạm. Mà khi họ phạm pháp, đó là nhân, bị tù tội vân vân, đó là quả, chứ không có gì gọi là mới tiếng gì đâu. Cứ lấy một cái thí dụ, chúng ta không có ngừa phòng, không có tuân theo những cái quy tắc như là cách ly, như là rửa tay thường xuyên và thật sạch, chúng ta tiếp xúc với số đông thì chúng ta sẽ bị lây lan. Và vì không có phòng ngừa là nhân, bị lây lan là quả. Cái đó là một cái gì rất là cụ thể, rất là khoa học, chứ không thể gọi là mê tín gì đâu. Khi mà nói đến nghiệp, đó là hành động mà có tác ý, báo tức là cái quả báo. Thì chúng tôi xin dẫn chứng. Nếu mà chúng tôi chỉ nói về Phật pháp không thôi thì rất có thể có người nói ồ, mèo khen mèo, gà dài đuôi. Thì chúng tôi dẫn chứng một số người không phải là Phật tử, là những người chuyên về vấn đề khoa học, như là giáo sư ngành sinh bệnh luân lý học của trường đại học Case Western, đó là giáo sư siêu niệm mạc, và một vị giáo sư khác trên cái góc độ của khoa học và y học. Hai vị đó đã tiến hành một cái cuộc nghiên cứu về mối quan hệ giữa cái việc hành thiện, tức là cho đi, và báo đáp. Và những cái người mà nghiên cứu đó, họ đã chế định một cái bản trắc nghiệm rất là chi tiết để mà giám sát một cách trường kỳ, tức là lâu dài, những người thích cho đi và những cái cách mà nó được gọi là báo đáp. Dù có khác nhau như thế nào thì nó cũng dẫn đến một cái kết quả như nhau, đó là những người mà có trái tim nhân từ, đôn hậu,
thích làm những cái việc như là bố thí vân vân, thì họ có một cái kết quả nó khác, có những cái cảm xúc mà theo kết quả là thanh hoa toàn diện. Mặc dù chỉ là những cái hành động rất là đơn giản như là mỉm cười, mà cái nụ cười đó nó xuất phát từ cái đáy lòng, chứ không phải là một cái sự đóng kịch, một cái biểu cảm thân thiện vân vân, nó cũng làm cho cái nồng độ của protein, những cái tế bào miễn dịch có trong nước bọt nó tăng lên. Đó là cái kết quả nghiên cứu của hai vị giáo sư, một có tên là Stephen Bork và một là của giáo sư Jill Niemark ở trường đại học Key West, Western. Như vậy thì những gì mà Đức Phật đã dạy về vấn đề nhân quả nó có mâu thuẫn với khoa học hay không? Bởi vì những nhà khoa học họ phân tích từ vấn đề vật lý, vấn đề sinh lý, vấn đề tâm lý, vân vân, và họ đã đưa ra một cái chỉ số hạnh phúc và tác dụng chữa trị rất là khoa học. Và sau đó thì những cái tổng hợp về các tài liệu nghiên cứu của hơn 40 trường đại học ở tại Hoa Kỳ này đã chứng minh là hai nhà khoa học mà chúng tôi vừa trình bày mang một cái giá trị tuyệt đối, chứ không phải là những cái giả định. Làm một cái việc tốt, nó mang một cái tần số năng lượng tích cực và được đo bởi những cái máy, chứ không phải là bằng những cái sự giả định, sự ước đoán của một người thiếu chuyên môn. Thì trong thời gian gần đây ở trường đại học Yale và cái hệ thống của đại học California cũng đã tiến hành một cái cuộc nghiên cứu với cái chủ đề là mối quan hệ xã hội ảnh hưởng như thế nào tới cái tỷ lệ tử vong. Thì những cái nhà chuyên gia đã chọn ra 7.000 người một cách vô tư, khách quan để mà tiến hành cái sự khảo sát trong thời gian 9 năm. Sau đó thì qua bản thống kê, chúng ta thấy là những người vui vẻ giúp đỡ cho những người khác bởi cái tâm lòng từ bi, sống trong một cái tinh thần hòa hợp, có một cái trạng thái sức khỏe và tuổi thọ tốt hơn nhiều so với những người lúc nào cũng có những cái ý nghĩ xấu, có những cái tâm thức hẹp hòi, cũng như là gây những cái sự thương tổn đối với cái lợi ích của người khác. Cái tỷ lệ tử vong của những người mà mang ác tâm theo cái con số thống kê sau một cái quá trình nghiên cứu thì cái tỷ lệ tử vong của những người mang ác tâm cao hơn những người bình thường từ 1,5 cho đến 2 lần. Và kết quả của cái cuộc nghiên cứu này nó phù hợp với nhiều dân tộc và nhiều giai tầng khác nhau. Và cuối cùng thì thưa quý vị, các nhà khoa học đã kết luận rằng là hành thiện có thể kéo dài tuổi thọ của con người so với những người làm những cái việc ác. Một cái trường hợp khác mà chúng tôi có thể đưa ra đây để dẫn chứng đó là tiến sĩ người Hoa Kỳ, ông William. Vào năm 1958, ông cũng đã
tiến hành một cái cuộc nghiên cứu đối với 500 sinh viên của Đại học Y khoa. Mà thời gian như vậy là rất là lâu. Và 25 năm sau đó thì ông đã khám phá ra một cái thực tế rằng là những người có trạng thái tâm tính thù địch mạnh hoặc là tương đối mạnh thì có một cái tỷ lệ tử vong lên đến 96%, và họ cũng có cái nguy cơ mắc những cái chứng bệnh về tim mạch gấp 5 lần so với những người bình thường. Như vậy thì những gì mà Đức Phật dạy, ô làm những cái việc thiện mình sẽ được tăng tuổi thọ, mình làm những cái việc ác mình sẽ bị giảm thọ bấm bóc, nó hoàn toàn phù hợp với khoa học, không có gì gọi là mới tiến gì đâu cả. Và ngày hôm nay thì các khoa học gia, các cái giới y học, những cái nhà chuyên viên khi mà họ nghiên cứu thì họ đã chứng minh rằng là những lời dạy của Đức Phật là hoàn toàn phù hợp với khoa học, hoàn toàn phù hợp với khoa học. Ở trường Đại học Harvard đã nghiên cứu một cái trường hợp tương tự mà có sự thí nghiệm rất là khoa học. Đó là họ để cho những sinh viên xem một đoạn video nói về một phụ nữ đã làm những cái việc để giúp đỡ người nghèo và những người tàn tật. Và sau đó thì họ lấy những cái mẫu nước bọt của những cái người sau khi xem những cái đoạn video cảm động đó thì họ phân tích, họ thấy là cái số lượng mà chất đề kháng trong nước bọt của những người đó nó tăng lên một cách đáng kể so với thời gian mà họ chưa xem cái video đó. Như vậy thì nhân quả được hiểu một cách đơn giản là làm những cái điều tốt, mình nhận những cái quả báo hay là những cái phước báo rất là tốt. Ngược lại mà nếu mình làm những cái việc ác, mình nhận những cái quả báo ác, đó là một cái gì rất là khoa học, chứ không có một chút gì gọi là mê tín gì đâu cả. Cái trường đại học Rutgers và đại học Tassit đã kết hợp để mà nghiên cứu, và sau đó thì họ đã chỉ ra một cái nguyên lý là nhân quả báo ứng. Thiện thì có cái quả báo thiện, mà ác thì có cái quả báo ác. Mà chứng minh một cách rất là khoa học. Rất là khoa học. Ở một cái đại học khác ở Virginia của Hoa Kỳ, có một vị giáo sư tên là Anne Stevenson. Đây là một nhà tinh thần tâm lý học rất là nổi tiếng. Ông đã dành cả 40 mấy năm trong cuộc đời của ông để nghiên cứu, sưu tập hơn 3.000 câu chuyện về vấn đề sinh tử luân hồi. Đây là cái điều mà thưa quý vị, trong giáo pháp của Đức Phật đã đặc biệt nhấn mạnh. Và cái đối tượng nghiên cứu của ông chủ yếu là những em thiếu nhi từ 2 đến 7 tuổi. Và các cháu này ở trong cái câu chuyện mà được đề cập có thể nhớ lại tiền kiếp của chính mình, tức là những kiếp của quá khứ, kiếp trước. Và những cái điều mà kể ra mấy chục năm trước, vân vân, khi mà tìm hiểu, xác minh thì thấy rằng là đó là một sự thật. Và giáo sư Stevenson đã căn cứ vào những cái bộ môn như là khoa học tinh thần vân vân để mà khảo sát, chứ không phải chỉ bằng những cái
giả tưởng, giả định vân vân. Thành thử ra chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà khoa học kỹ thuật đang phát triển một cách vượt tốc. Chúng ta phải tìm hiểu một cách chính xác trước khi mà chúng ta đưa ra một cái phê bình, một cái nhận xét nào đó đối với bất cứ một vấn đề nào, đặc biệt là đối với Phật giáo. Những cái thế kỷ trước thì rất có thể là vì điều kiện khoa học chưa có phát triển, chưa có những cái chứng minh cụ thể, thành thử ra dựa vào những cái sự hiểu biết rất là thấp kém, mình có thể đánh giá như thế này, đánh giá như thế khác. Nhưng mà ở cái thời đại khoa học này, nếu mà chúng ta không có tìm hiểu trước khi chúng ta đưa ra những cái nhận xét thì vô hình chung mình tự đánh giá thấp chính mình. Dạ. Dạ, thưa con cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, những lời Hòa Thượng vừa giải thích và chứng minh về nhân quả thật là đúng, và con cảm thấy đúng so với trường hợp của bản thân chúng con. Và thưa quý khán thính giả, tiếp theo câu hỏi mà có một người họ có đặt ra về có ít người cực đoan bảo rằng là chỉ có bọn ngu phu ngu phù mới về chùa, thì những người nói như vậy có đúng không ạ Hòa Thượng? Cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Tiên. Đó là cái điều hoàn toàn sai lầm. Yeah. Quá sai lầm. Bây giờ chúng tôi có thể dẫn chứng rất nhiều nhà khoa học, những nhà lãnh đạo của thế giới, của quốc gia đã không chỉ về chùa để thăm viếng, mà có nhiều người sống ở trong chùa, trở thành một tăng sĩ, thực hành những gì mà Đức Phật đã khai thị. Kể cả họ thọ đại giới, tức là giới tỳ kheo. Ví dụ như vua Rama đệ tứ, còn gọi là Mangkut của Thái Lan, trước khi trở thành một vị vua mà được dân tộc Thái Lan tôn kính như là một bậc cha đẻ, đã có cái công lớn để hiện đại hóa đất nước Thái Lan. Trước khi làm vua, Rama đệ tứ đã là một tăng sĩ sống ở trong chùa suốt 27 năm và thọ giới tỳ kheo. Đó là Thái Lan. Ở Việt Nam chúng ta thấy gì? Vua Lý Thái Tổ trước khi làm vua đã từng là một chú tiểu ở trong chùa, có tên là Lý Công Uẩn, là học trò của Thiền sư Vạn Hạnh, được Thiền sư Vạn Hạnh đào tạo, dạy dỗ. Và thời đại nhà Lý, sử sách có ghi rất rõ, đó là triều đại vàng son của lịch sử dân tộc Việt Nam. Vua Trần Nhân Tông, một bậc đại minh quân, một đại học giả, đã hai lần chiến thắng quân Mông Nguyên, bỏ ngai vàng vào trong chùa để tu tập, và sau đó trở thành một vị tổ lớn, sơ tổ của dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy các vị đó có phải là ngu phu ngu phụ hay không? Chưa nói đến những cái nhà đại học giả, những cái nhà đại bác học, những cái nhà lãnh đạo khác khắp nơi trên thế giới, chứ không phải là chỉ Việt Nam. Cho nên những ai quan niệm rằng là chỉ có bọn ngu phu ngu phụ mới về chùa, đó là một cái sự phát biểu mà nó thể hiện cái tinh thần cực đoan, hoặc giả là cái sự hiểu biết rất rất là thiển cận. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa quý khán thính giả, rất tiếc thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã đón lòng theo dõi chương trình trong những giây phút vừa qua. Nếu quý khán thính giả có những câu hỏi hay những ý kiến đóng góp gì cho chương trình, xin hoan hỷ liên lạc về chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp với số điện thoại hiện trên màn hình, hoặc quý khán thính giả có thể vào YouTube và bấm chữ từ khóa IBC TV
channel thì sẽ qua lại những show mà Hòa Thượng Thích Viên Lý giảng, cũng như từ khóa là Hòa Thượng Thích Viên Lý cũng có thể tìm thấy được cái chương trình của đài ABC TV, chương trình Sống Đời Sống Phật. Cảm ơn quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả được vô lượng an lạc, kính chúc Hòa Thượng được pháp thể khinh an, A Di Đà Phật. Cảm ơn cô, kính chúc cô phước huệ trang nghiêm, kính chúc quý vị Bồ Đề tâm tăng trưởng, A Di Đà Phật. Tình trong đạo Phật tùy khác mà.